Chợ phiên 26 Tết xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ đi review một vòng chợ miền núi cho các bạn cùng xem nhé. Chợ miền núi chỗ mình thì nói chung không có gì quá đặc sắc như ở khu vực Bắc Hà đâu, khu vực Lào Cai đâu. Chỗ mình là Đông Bắc, kia là Tây Bắc. Tây Bắc nó sẽ có nhiều những cái hay hơn. Ví dụ khu vực này là các bạn đang nhìn thấy đây là bán đồ người dân tộc Dao này. Hôm nay là ngày 26 tháng 12, tức là tháng Chạp đấy, hay gọi là phiên chợ cuối cùng của năm, cho nên là cũng rất là đông. Những người đi Tây đi Tàu gần như bây giờ đã về quê hương hết rồi. Wow, bên này mình thấy Long Binh thất thủ ơi. Thất thủ á, đi đâu ấy? Ủa? Mặc vào như thầy cúng luôn. Vực bán đồ người Dao này, mình cũng không biết là mùa này người ta mua những cái này làm cái gì. Mình xin vào đây xem thử xem là những cái gùi nhựa giả này bao tiền. Ô, chú, những cái mệt này bằng tre này bao tiền một cái nhỉ bây giờ ấy? Những cái mệt bằng tre kiểu cỡ to này chắc phải đắt hơn cái bằng nhựa kia nhỉ? Cái nhựa kia thì khác hơn cái này. Khác hơn. Đấy, mệt bằng tre này. Mua một cái về sàng. Bữa mẹ mua hai cái rồi. Ồ, mệt bằng tre hay bằng nhựa? Không, bằng tre chứ, mua cái là nhựa. Ồ, đây, cái gùi ngày xưa thì chúng ta chỉ thấy ở khu vực miền núi Tây Bắc có thôi. Bây giờ xuống phố đâu cũng có nhỉ. 100 bao nhiêu? 159 một. Một cái gùi này á? À? Ý là cái gùi hay là cái mẹt kia? Cái gùi này. Cái kia là cái nhỏ kia là cái sàng nhỉ? Cái sàng. Cái sàng này sàng thưa thôi, không phải sàng ấy kia. Ôi, mũ người Dao kìa, người ta đang giao dịch bên kia. Ồ, bây giờ cái này đan sàng này chắc cũng ít người biết đan đấy nhỉ? Các nghệ nhân cao tuổi mới biết đan cái sàng này. Ồ, ba lý kìa. 149 cành. Cái này hả? Ở đâu? Đây, 149. À, một cái nhỏ này hả? Cái đấy lấy về sàng thóc, sàng ấy kia cũng hay. Sàng thóc, sàng gạo. Thế bây giờ đi ra kia xem là còn có bán gì. Ồ, có bán đồ thổ cẩm này. Bán đồ thổ cẩm này, mua một cái túi thổ cẩm này xem này. Về đeo điện thoại chơi. Cái này hay mà. Cái này hay bị cà giật thế nhỉ? Hôm nay nó chơi mình. Len màu. Cái túi được tiền này. Không lấy không? Lấy không? Một cái túi này không biết bao tiền nhỉ? Cái mua cái cho con mái xem nó đeo không? Ô, có thùng này. 50.000 đô. 50.000 á? 50. 20 hay 50? 50. Túi đựng măng này á? Túi nào đựng măng? Túi đấy người ta đựng đồ đi chơi đấy. Cái thùng đấy. Đấy là cái thùng mà người ta hay cõng hay gùi kìa. Như chị kia đang đeo kìa. À, cái đấy đi đựng măng nó hay nằm đằng sau kìa. Nó không bỏ vào đây được. Nó phải bỏ vào nách nó mới dễ. Ồ, len thổ cẩm. Tất cả các mặt hàng của người Dao nó ở đây. Ồ, vừa nãy không thấy mẹt nhựa, bây giờ thấy à? Hôm trước có người bảo muốn lấy mẹt nhựa này. Không nhiều mặt hàng đấy. Ở chỗ mình thì bây giờ nó cũng kiểu đô thị hóa nhiều quá, cho nên cũng không có quá nhiều những cái đặc sản tư dưng như ở một số chợ phiên Tây Bắc nữa rồi. Không biết chợ phiên ở bên Bắc Sơn, Võ Nhai như thế nào nhỉ? Bên đấy cũng ai... Các bản là nó gần khu vực với lại nhiều đồng bào ấy. Người đồng bào nên là nó nhiều mặt hàng hơn ấy. Ừ. Ở đây thì gần như ai cũng có thể mang ra đây để trao đổi với nhau. Đấy, có gì thì mang đấy. Có táo thì mang táo, có bưởi mang bưởi này. Có xoài mang xoài này. Cà rốt này, hành tây. Có cả áo hoa. Này là trang phục nùng này. Nùng á? Đây là nùng. Áo tràm, cứ thấy người ta gọi là áo tràm, còn nùng hay tay thì mình cũng không biết được. Ẩm thực thì ngày nào cũng thế. Khu ẩm thực Tết này nó vẫn khác hẳn. Ở đây toàn bán đồ ăn tươi sống thôi, không có đồ ăn chín nhé.
Hôm nay không thấy ở đâu có bán đồ ăn chín nhỉ? Chín quanh đây à, tí là ba dâu à? Ba dâu. Wow, tăng đường. Wow. Có nhiều sự lựa chọn mà đâu phải chỉ mỗi ba dâu. Nhúc nhích từng ly từng tí, đi bộ cũng khó nha. Cập Tết đây. Những ngày cận Tết thì thường sương mù sẽ bao phủ như thế này và không có những ngày nắng đẹp như ở khu vực miền trong đâu. Cho nên không khí Tết ở miền Bắc nó rất là rõ rệt luôn. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Ồ, tắc cứng luôn rồi. Bây giờ này đi nào được? Thẳng len nè. Thẳng len ra. Thẳng len tao mới đóng. Mọi người tranh nhau đi sắm Tết. Wow, lợn quay đặc sản của Lạng Sơn này. Có vẻ ngày hôm nay nó sẽ có những không khí đặc biệt hơn những ngày thường. Cho nên mọi người đổ xô đi chợ khá nhiều. Thông thường hay những ngày bình thường chợ phiên kia thì ra chợ ít khi thấy những bạn nữ trẻ trẻ lắm, mà đa số là những bà cao tuổi đi mua sắm thôi. Bây giờ các bạn đi làm xa đều đã về, cho nên chợ phiên nó cũng sẽ có sự đa dạng hơn về lứa tuổi. Và những ngày chợ trong năm ấy thì không có những bạn trẻ đi chợ mấy đâu, mà các bạn trẻ đa phần là đi công ty hết rồi. Đấy, không khí Tết là thật sự về rồi các bạn. Đèn lồng thì nhấp nháy khắp nơi, rất là ấn tượng luôn. Khu vực ngày thường mà mình vẫn đi qua, nhưng ngày Tết mình vẫn phải đi review lại xem là nó có những cái gì mới mẻ. Các bạn nữ súng xính sắm quần áo mới này, đẹp chưa? Khu vực này à, quần áo mới. Wow, bánh kẹo này. Rất là nhiều bánh kẹo, không biết là ăn thế nào được hết đây. Mà hôm nay thì mình cũng không có mua, mình chỉ đi review thôi. Đổi tiền lẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về thì đều sẽ có những địa điểm đổi tiền lẻ. Còn lấy tiền lẻ làm gì thì mình không biết. Khu vực ngã năm ngã rẽ này, rẽ nào lối nào cũng thấy đông nghịt người. Khu vực bán hoa quả này, tất cả mọi thứ có vẻ đều lên giá hơn xưa này. Tất cả mọi thứ đều có ở trong chợ, nhưng còn những mặt hàng như hàng núi rừng ấy thì mình lại chả thấy có cái gì cả. Cứ tưởng hôm nay sẽ có này, có cả những cái lá này, rồi những lá này là lá của bông chít này, người ta lấy về gói bánh cúc mò này. Có thể nhiều bạn sẽ chưa bao giờ thấy đâu, vì đa phần người ta gói bánh bằng lá rong mà. Đây, lá rong là những cái lá này. Còn lá chít thì người ta gói nóc mò. Nóc mò là đặc sản của người Giao với người Tày thôi. Này. Người bán cây cảnh, người thì bán hoa, người thì bán bình. Bình hoa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra đường chính rồi đi dần lên khu vực sân vận động để review đào quất cho các bạn cho cả biết nhé. Năm nay ở trong này không được trưng bày đào quất cho nên nhìn cũng hơi thiếu một cái gì đấy, đúng không ạ? Ngoài năm thì ngoài dì đường chỗ nào chúng ta cũng nhìn thấy đào, nhìn thấy quất, nhìn không khí Tết nó rất là cận kề. Nhưng bây giờ chợ phiên nó chỉ đông người thôi, còn đào quất thì mình chả thấy đâu cả. Ui, củ đậu. Củ đậu nhìn chất đống như là một cái khu vực à, nhìn chất đống như vừa mới lấy từ đồng lên ấy nhỉ. Sáng nay khu vực này đông dã man luôn, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Hiện tại cũng đang bước dần vào giờ trưa cho nên là bà con đi chợ có vẻ cũng đã
đi về, ai mua được đủ đồ là người ta đã đi về rồi. Và chợ phiên cuối năm này thì mình lại thấy rất là ít sự xuất hiện của những người đồng bào dân tộc Dao. Không hiểu bụng người ta không đi hay sao ấy. Mía thì bán như miền Nam mía đường luôn. Gà này có vẻ là gà, có cả gà trống và gà thiến ấy. Có chó, có vịt. Sáng nay ấy, mình đi qua khu vực này thấy rất là đông, có rất nhiều người bán gà nhưng có vẻ bán hết gà xong mọi người đi về hết rồi sao ấy. Bây giờ toàn thấy lồng gà thôi không ạ, bán hết gà rồi. Gà đâu hết rồi nhỉ? Bán đi rồi. Giờ trưa rồi nên bán gà hết xong người ta cũng đi về. Hai bên đường gà vịt. Ôi, có cả vịt trắng kìa. Có ai lấy vịt về cúng Tết không ta? Không, người ta hay ăn đêm 30 ấy. Đêm 30 ăn vịt xong là mùng 1 ăn gà hả? Đúng rồi. Này, bán được rất là nhiều luôn nha. Bây giờ toàn lồng trống rồi. Hôm 29-30 thì vẫn có người bán thôi, nhưng mà do hôm nay chợ phiên cho nên nhiều người người ta hay đi chuẩn bị sớm hơn. Mà chắc 29-30 đi mua đồ cũng khó hơn hôm nay đấy nhỉ? Hôm nay đa dạng hơn rồi. Đa dạng hơn, nó nghe chợ phiên mà. Gà chạy bộ má ơi, ra phần trên làng trên bảng. Gà chạy bộ này. Trên bảng trên đấy mang xuống hết. Này nhiều người từ trong bản ra, người ta đứng đây bán ấy. Nhiều khi mình tự hỏi sao người ta đứng đây bán được. Mình không quen. Đây, xe đi qua cũng chở quất chở đào này. Đào đào này. Đây đào đây, đào đây. Đào năm nay có vẻ nở khá là sớm nhỉ? Năm nay nở nhiều lắm. Đấy, toàn thấy đang độ tàn rồi ấy. Nên là cũng không có nhiều lộc như mọi năm. Năm nay nó ít nụ hơn. Ô, đằng kia cũng có mấy cây kìa. Đây cho quy tập vào cái khu vực nó nhiều đào kia thì mới rồi bây giờ đi ra kia xong là quay lên xem tí nhỉ. Đó, phía bên này toàn gà với vịt không này. Gà với vịt không này. Chẳng thấy ai bán lợn nhỉ? Bán lợn về để người ta quay nướng. Ô gà này. Không biết dưới xuôi người ta có bán gà kiểu này không ta? Chắc ở đâu cũng có chứ. Đấy, xong phát một con vịt à. Khu vực này là bán mứt Tết rồi. Rồi bánh kẹo này. Ôi, bắt đầu thấy mùi phở thơm thơm lên rồi đấy. Hình. Táo này, hôm nay là lên giá rồi đấy. Xem kìa, 7 táo, xem là táo hôm nay giá bao tiền cân nhé. Hôm trước mua được giá táo, đây là cái gì đấy? Táo này mấy nghìn nhỉ? Không thấy in giá rồi. Táo ngọt vẫn cứ 5.000 một kg. Ôi, chỗ này cũng có quất này nhỉ? Ôi, thơm mùi phở thế, phở Lộc Bình. Đi vào trong chợ, đây là khu vực ăn phở này. Chỗ phở Lộc Bình này mà các bạn nào đến Lộc Bình chắc hẳn đều muốn được thưởng thức này. Quán này Lộc Bình nổi tiếng nhất là phở tái xíu, rất là ngon luôn. Hôm nào chắc phải lên quay cho các đồng chí xem bát phở Lộc Bình 20.000 nó đầy ự như nào nhỉ. Nhưng mà hôm nay không ăn phở đâu, về nhà ăn cơm thôi. Nấu cơm rồi. Quán này cũng ngon đấy. Đấy, quán này cũng ngon phết đấy.
20.000, 25.000, 30.000 tùy theo gói và dạ dày của người chứa. Người nào chứa được nhiều thì gọi 30. Đấy, đông chưa? Khu vực ăn uống. Xe gửi xe đi chợ. Đông như đầu năm đi hội luôn. Đông lắm. Và cũng đến hết đoạn đường rồi, chắc mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Đấy, được một chuyến đi chợ vòng quanh cũng chỉ ngắn cũng thế thôi. Xin chào các bạn nhé.